Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thiện và sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2 để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, Bệnh viện Dã chiến số 2 được thiết lập trên cơ sở trưng dụng khu ký túc xá phía Tây trên đường Hà Văn Tính, quận Liên Chiểu, có quy mô 2.000 giường bệnh. Đây là cơ sở 3 của Bệnh viện Đà Nẵng, được thiết lập đầy đủ công năng như một bệnh viện đa khoa. Các phòng hồi sức tích cực cũng được thiết lập đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị khi bệnh nhân có diễn biến bất thường. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, thì công trình này có vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng và hiện đang hoàn tất các bước cuối cùng để sẵn sàng kích hoạt tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian đến khi số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố tăng cao.